Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể nạp tiền vào sàn OKX cũng như là cách mà các bạn có thể rút tiền ở sàn OKX nha các bạn. Thì hiện tại có rất nhiều bạn trên kênh của mình không biết cách mà chúng ta có thể nạp tiền rút tiền để mà tham gia các dự án airdrop. Thì chúng ta có thể mà nạp tiền rút tiền để mà đó là khi mà chúng ta tham gia một dự án nào đó, chúng ta có thể nạp lên để mà mua phí gas giao dịch nè, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta thanh khoản, chúng ta bán cái dự án đó thì chúng ta sẽ rút về thẻ ngân hàng của chúng ta nha các bạn. Thì đầu tiên á, các bạn cần phải có thẻ ngân hàng nha. Thì bất kỳ thẻ ngân hàng nào cũng được các bạn, thẻ ATM đó các bạn, Vietcombank, Sacombank hay là ngân hàng ACB gì cũng được, nói chung ngân hàng tại Việt Nam là được nha các bạn. Rồi thì chúng ta để mà giao dịch á, trên cái sàn OKX á, thì chúng ta còn phải mua cái đồng tiền cơ sở nha các bạn. Thì cái đồng tiền cơ sở trong OKX á, đó là cái đồng USDT nha. Thì USDT á, kiểu như là đồng đô la đó các bạn. Thì các bạn nạp vào đồng đô la, đồng USDT đó, rồi chúng ta muốn mua cái gì đó là quyền của chúng ta. Ví dụ các bạn nạp vào, các bạn muốn mua BNB nè để sử dụng phí gas trên mạng Binance Smart Chain nè, hoặc là các bạn có thể mua Bitcoin hay là nói chung mua bất cứ cái thứ gì nha các bạn mà các bạn muốn. Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau nạp nha. Thì đầu tiên á, các bạn cần phải đăng ký OKX nha, sàn OKX. Nếu mà bạn nào chưa có tài khoản sàn OKX á, thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận nha. Mình có để cái đường link để cho các bạn tiện đăng ký nha các bạn. Rồi sau khi đăng ký xong thì các bạn tiến hành KYC xác minh tài khoản nha. Thì ở giao diện trang chủ như thế này, các bạn bấm vào cái menu nè, menu góc bên trái nha. Rồi tiếp theo á, các bạn bấm vào cái phần hồ sơ của các bạn nào, các bạn bấm vào trang cá nhân của các bạn đó. Rồi thì tại đây các bạn kéo xuống dưới nè, ngay chỗ nè xác minh nè, của mình là đã xác minh nha. Còn bạn nào chưa xác minh á, thì các bạn tiến hành xác minh, đó là quay khuôn mặt các bạn nha, cũng như là xác minh giấy tờ căn cứ công dân đó các bạn. Khi nào mà nó hiện ra cái chữ là đã xác minh xanh như thế này là chúng ta đã có thể mua bán giao dịch thoải mái rồi nha các bạn. Rồi sau khi mà xác minh á, thì các bạn quay trở lại giao diện trang chủ nha. Rồi tại giao diện trang chủ như thế này nè, ở đây có cái phần là nạp tiền mã hóa nè, rồi cái phần mua tiền mã hóa nè. Thì cái phần nạp tiền mã hóa này á, là các bạn có thể chuyển một cái đồng tiền từ cái địa chỉ ví khác vào đây nha. Ví dụ các bạn muốn chuyển Bitcoin từ sàn Binance vào sàn OKX thì các bạn bấm vào đây nha. Còn cái này là sau này mình sẽ nói sau. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền trực tiếp từ thẻ ngân hàng vào đó là sàn giao dịch OKX. Thì các bạn bấm vào bên mua tiền mã hóa nha, các bạn bấm vào. Rồi tại đây các bạn bấm vào cho mình cái giao dịch B2B nha, tức là giao dịch giữa người với người đó, các bạn bấm vào. Rồi tại giao dịch B2B này á, các bạn bấm cho mình cái mục hồ sơ nè. Tại cái mục hồ sơ này thì các bạn phải thêm cái tài khoản của các bạn nha. Ví dụ ở đây nè, các bạn phải bấm vào chữ thanh toán nè để mà thêm cái thẻ ngân hàng các bạn vào. Ví dụ ở đây đây, thêm cái một cái phương thức thanh toán nha. Các bạn bấm vào góc trên bên phải nè, có chữ thêm nè, các bạn thêm vào số tài khoản ngân hàng của các bạn là tài khoản gì, rồi ngân hàng của các bạn là ngân hàng gì đây, các bạn bấm vào chữ thêm nè. Rồi, các bạn chọn tiền tệ là Việt Nam đồng nè, chọn phương thức thanh toán nè, các bạn bấm vào. Thì ở đây có rất nhiều ngân hàng nè, ấy hàng loạt ngân hàng luôn nha. Các bạn cái này các bạn tự chọn nha, bạn xài ngân hàng nào thì các bạn chọn ngân hàng đó nha, rồi các bạn lưu lại nha. Rồi sau khi mà các bạn thêm cái phương thức thanh toán của các bạn á, thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành mua bán nha. Thì ở đây chúng ta muốn mua á, tức là các bạn bấm bên cái ô mua nè, bên đây là bán nha. Mua á, là chúng ta nạp vào đó, nạp vào sàn nha. Bán là chúng ta bán rút về thẻ ngân hàng nha. Rồi ở đây các bạn chọn đồng tiền nè, đó là cái đồng USDT nè, là cái đồng tiền cơ sở nha. Rồi các bạn kéo xuống dưới, các bạn muốn mua bao nhiêu. Ở đây mình ví dụ nha, các bạn muốn mua 1 triệu đi. 1 triệu thì các bạn phải chọn những người nào bán 1 triệu các bạn mua nha. Ví dụ các bạn này, Kenny Phạm nè, là bạn này bán giao dịch lệnh nè, là từ 5 triệu tới 128 triệu mà chúng ta chỉ mua 1 triệu thôi. Thì quá cái giới hạn nha, cái này là bạn này 5 triệu người ta mới bán lận, còn mình mua 1 triệu là bạn này không phù hợp nha. Rồi các bạn tìm các bạn 1 triệu, ví dụ bạn này là từ 2 triệu nè, bạn bán từ 2 triệu, mình cũng không mua được nha các bạn. Đấy, các bạn phải tìm bạn nào bán 1 triệu đúng với số tiền mà các bạn muốn mua nha. Rồi đây, có một bạn, ví dụ bạn này bán từ 800 ngàn cho tới 29 triệu, thì chúng ta có thể chọn bạn này để mà giao dịch. Và khi giao dịch các bạn lưu ý nè, các bạn nhìn cái số phần trăm nè, ví dụ bạn này là xử lý, đó là 2.550 giao dịch nè, xử lý thành công là 99.30 cái phần trăm nè, đây, vì là bạn này là một người giao dịch cực kỳ uy tín nha các bạn, đấy, xử lý thành công lên tới 99%. Rồi và bây giờ ví dụ mình chọn các bạn này để mà mình giao dịch nha, đấy, các bạn phải chọn số tiền phù hợp với cái số tiền mà các bạn muốn nạp nha. Rồi ở đây chúng ta bấm vào nút mua nè. Rồi sau khi bấm vào nút mua thì các bạn nhập số tiền nha. Ở đây là chọn số tiền Việt Nam đồng nè. Ví dụ là mình chọn các bạn bấm vào 1 triệu nha. Đây bấm đúng 1 triệu, số 1 triệu nha các bạn. Thì các bạn mua 1 triệu các bạn sẽ nhận được 38.85 USDT nha các bạn. Đấy.
Rồi chọn phương thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng nè. Rồi thanh toán là 10 trong vòng 15 phút nha các bạn. Rồi các bạn kéo xuống dưới nè. Ở đây có cái là mua, các bạn bấm mua nè, mua với phí 0 đồng nè, các bạn bấm vào. Rồi như vậy là nó đã đặt lệnh nè, OKX báo cáo là đã đặt lệnh thanh toán nha các bạn. Thì ở đây nè, các bạn nhìn cái nè, ở đây là nó có thời gian trong vòng 15 phút nha. Sau 15 phút á, mà các bạn không chuyển tiền cho người ta á, là cái lệnh thanh toán này sẽ, cái lệnh giao dịch này sẽ bị hủy nha các bạn. Là chúng ta không mua được nha. Rồi ví dụ ở đây là cái đơn nè, là đơn giá nè, đồng USDT là 25.000 nè, số lượng là 38.85 nè, số tiền đặt lệnh là 1 triệu nè, chuyển khoản ngân hàng là phương thức thanh toán nè. Rồi các bạn bấm vào nhận thông tin thanh toán, bấm vào. Rồi tại đây á, thì chúng ta có được thông tin thanh toán của người khác nè. Ví dụ chúng ta có được số ngân hàng nè, tên ngân hàng là Techcombank nè. Đấy, rồi chúng ta có thể ID lệnh nè, là khi các bạn chuyển cái chỗ mà cái mà ghi chú á, để mà chuyển khoản á, là các bạn copy cái ID lệnh này các bạn dán vào nha. Chứ các bạn không được ghi là chuyển khoản hay là cái gì nha. Các bạn chỉ cần copy cái ID lệnh này các bạn dán vào. Rồi như vậy là các bạn mở tài khoản ngân hàng của các bạn ra để mà các bạn chuyển khoản cho người ta thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển khoản cho người ta luôn nha. Rồi và ngay chỗ mà cái nội dung chuyển khoản nè, đây các bạn nhìn thấy không, nội dung chuyển khoản là các bạn lưu ý nè, các bạn copy cái ID lệnh này nè, đây cái ID lệnh nè, các bạn copy nha, các bạn dán vào nha, các bạn không được ghi bất cứ cái gì nha, các bạn cứ việc copy cái mã này các bạn dán vào là xong nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn chuyển xong á, thì phía bên dưới nè có cái chữ là tôi đã thanh toán nè, các bạn bấm vào cho mình nha. Rồi nó hiện ra bạn đã thanh toán chưa nè, các bạn bấm vào cái ô nè, tích vào cái ô tôi đã trả cho người bán 1 triệu đồng qua chuyển khoản ngân hàng, các bạn bấm xác nhận. Rồi như vậy là chúng ta đã mua thành công nè. Và bây giờ chúng ta chờ cái người bán này mở khóa nha các bạn. Đây là dự kiến thời gian sẽ nhận là trong vòng 3 phút 52 giây nè. Đấy, bây giờ chúng ta chờ khoảng 3 phút là người bán sau khi mà nhận được tiền chúng ta mở chuyển khoản á, thì họ sẽ mở khóa USDT cho chúng ta nha. Rồi bây giờ các bạn có thể thoát ra lại giao diện trang chủ nha. Đây, như vậy là mình đã nhận rồi nha các bạn, chỉ trong vòng 30 giây thôi các bạn. Các bạn bấm vào cái phần tin nhắn nè, tin nhắn nha. Cái phần thông báo đó các bạn, đây nè. Cái phần thông báo, cái phần tin nhắn nè, bạn bấm vào. Đây, giao dịch chúng ta đã hoàn tất nè, bạn bấm vào các bạn xem. Rồi bên dưới này nó ghi là người bán đã xác nhận tiền thanh toán lệnh đã được hoàn tất nè. Như vậy là chúng ta đã nhận được tiền vào, đây, tiền của mình nhảy rồi nha các bạn. Đây, tiền của mình nhảy rồi nè. Đấy. Rồi và bây giờ như vậy là chúng ta đã nạp xong cái đồng USDT vào. Khi mà các bạn nạp vào thì tiền nó nằm ở đâu, các bạn bấm vào cái phần tài sản nè, tài sản các bạn nha, bấm vào. Rồi tại cái mục tài sản này nó có cái phần tài khoản, đó là tài khoản funding nè và tài khoản giao dịch nha. Thì các bạn kéo xuống dưới nè, đây như ví dụ như mình nạp tiền thì nó nằm ở tài khoản đó là funding nha các bạn. Đây là tài khoản funding nha. Thì cái tài khoản funding và tài khoản giao dịch này là nó khác nhau như thế nào? Tài khoản funding á, là khi mà chúng ta chuyển tiền, nạp tiền á, ví dụ như các bạn muốn nạp tiền từ thẻ ngân hàng vào, nó nằm ở tài khoản funding nè. Rồi các bạn chuyển tiền từ ví dụ sàn Binance qua sàn OKX thì nó nằm ở tài khoản funding nè. Còn tài khoản giao dịch á, là chúng ta chỉ giao dịch mua bán ở trên cái sàn đó là OKX nha. Ví dụ các bạn muốn mua Bitcoin đây thì các bạn phải chuyển từ tài khoản funding sang tài khoản giao dịch để mà mua Bitcoin. Còn các bạn muốn chuyển như thế nào thì ở đây nè, có cái chữ mà chuyển tiền nè, đây chuyển tiền các bạn bấm vào. Rồi tại đây á, thì ở trên nào, ví dụ tài khoản funding sang tài khoản giao dịch thì các bạn có thể chuyển từ tài khoản funding sang tài khoản giao dịch, số tiền chọn USDT nè, các bạn nhập số lượng nè. Đấy, còn bây giờ các bạn muốn ngược lại, các bạn muốn rút ra thì các bạn chuyển từ tài khoản giao dịch sang tài khoản funding bằng cách các bạn bấm vào cái dấu tên đảo chiều nè. Đấy là nó nhảy lên từ tài khoản giao dịch sang tài khoản funding, là chúng ta có thể rút hoặc là chuyển qua cái sàn giao dịch khác. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể bán cái đồng USDT để mà rút tiền ngược lại thẻ tài khoản ngân hàng luôn nha các bạn. Hồi nãy là mình nạp nha, bây giờ là mình bán nha. Rồi ví dụ như chúng ta tham gia một dự án airdrop nào đó mà chúng ta trúng đi, chúng ta có tiền chúng ta bán đi. Ví dụ các bạn là các bạn phải bán sang USDT nha. Sau khi các bạn bán sang USDT là chúng ta tiến hành rút tiền nè. Thì ở giao diện trang chủ nha các bạn, giao diện trang chủ nè, các bạn cũng bấm vào cho mình đó là mua tiền mã hóa nè. Rồi các bạn cũng bấm vào giao dịch B2B cho mình. Rồi ở đây á, hồi nãy là mua chúng ta bấm bên mua, bây giờ bán là chúng ta bấm bên bán nha. Đấy, mua bán là các bạn phải rõ ràng nha. Rồi ở đây chúng ta cũng bán luôn, chúng ta cũng chọn giống hồi nãy nha các bạn. Đó là chọn số tiền phù hợp với số tiền mình bán nha. Ví dụ là mình bán 1 triệu đồng nha các bạn, nhưng mà bạn này là
Bạn mua từ 5 triệu tới 1 tỷ các bạn, cho nên không phù hợp nha. Các bạn kiếm cái bạn nào 1 triệu chúng ta bán tiền ít thì chúng ta chỉ kiếm cái người mà ít nha các bạn. Đây ví dụ bạn này là từ 1 triệu tới 2 triệu nè, có thể bán được nè. Để mình tìm bạn nào bán vài trăm ngàn để mình bán cho các bạn xem nha. Rồi đây, ví dụ bạn này là mình có thể bán từ 500 ngàn cho tới 76 triệu nha các bạn. Thì mình chọn bạn này để mà bán nha. Bạn này cũng giao dịch trên 99%, đó là giao dịch lệnh, giao dịch đã được thanh toán tốt nha các bạn. Là mình chọn nè, mình bấm nút bán nè. Rồi tại đây á, các bạn bấm vào đây. Các bạn nhập số lượng cái đồng USDT nha. Rồi hồi nãy mình mua á, là mình nhập số tiền á, đó là Việt Nam đồng nha các bạn. Còn ở đây mình bán á, là mình nhập USDT nè. Còn nếu mà các bạn nhập số tiền, các bạn bấm bên đây nè, các bạn nhập số tiền nè. Đấy, ví dụ các bạn muốn bán là 1 triệu đi. Rồi khi mà các bạn nhập 1 triệu thì nó sẽ được 38.96 USDT nha. Đấy. Rồi sau khi mà các bạn nhập số tiền xong nè, các bạn bấm vào cho mình bán USDT nè với mức phí bằng không nè. Rồi tại đây á, nó hiện ra nè, đơn giá là 25.000 nè, số lượng là 38.96 USDT nè, tổng số tiền là 1 triệu nè. Các bạn bấm vào chữ bán nè. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện cái lệnh bán nha các bạn. Đây là đã thực hiện một lệnh bán nha. Và bây giờ các bạn kiểm tra đó là tài khoản ngân hàng của các bạn nha. Cái tài khoản đó là xem thử tin nhắn tài khoản ngân hàng của các bạn có cộng tiền hay chưa. Khi mà tài khoản ngân hàng mà cộng tiền á, các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý cái khúc này nè. Khi mà tài khoản ngân hàng các bạn được cộng tiền á, các bạn mới bấm vào cái nút mà mở khóa nè, đây, mở khóa tiền mã hóa nha các bạn. Nếu mà tài khoản ngân hàng của các bạn không cộng tiền á thì các bạn không được bấm cái mở khóa tiền mã hóa nha. Nếu mà các bạn bấm mở khóa tiền mã hóa mà tài khoản ngân hàng các bạn chưa cộng tiền á là có thể các bạn sẽ bị mất tiền nha. Cho nên các bạn lưu ý là các bạn phải mở chờ tài khoản ngân hàng các bạn cộng tiền rồi các bạn chụp lại cái hình ảnh nè, chụp lại nó kêu là các bạn chụp lại cái hình ảnh để mà chúng ta xác minh đó là tài khoản ngân hàng chúng ta nhận tiền nha. Đấy, rồi chúng ta mới bấm vào mở khóa tiền mã hóa, các bạn lưu ý nha. Rồi và bây giờ các bạn chỉ việc ngồi chờ thôi nha, ngồi chờ người bán chuyển tiền nha các bạn. Rồi như vậy là sau khoảng thời gian khoảng 5 phút các bạn thì bạn này đã chuyển tiền cho mình nha. Và bây giờ sau khi chuyển tiền thì có một cái Gmail thông báo nè, chúng ta vào nè. Các bạn kiểm tra kỹ nha, các bạn kiểm tra kỹ cái tin nhắn tài khoản ngân hàng của các bạn á, đã được cộng tiền hay chưa nha, các bạn phải kiểm tra cho kỹ nha. Khi mà các bạn đã được cộng tiền rồi á, các bạn kiểm tra kỹ nha. Nếu mà chưa cộng tiền là các bạn không được bấm vào cái chữ nè mở khóa tiền mã hóa nha. Rồi và khi mà các bạn kiểm tra thật kỹ là tài khoản ngân hàng đã được cộng tiền rồi thì các bạn bấm cho mình vào mở khóa tiền mã hóa nè. Rồi ở đây nè, nó kêu là xác nhận thanh toán nè, các bạn bấm vào tôi đã nhận được toàn bộ số tiền nè. Đấy, các bạn phải kiểm tra cho kỹ nha. Rồi các bạn mới bấm tôi xác tôi đã nhận nè. Rồi các bạn bấm mở khóa nè, mở khóa cho họ nha. Rồi như vậy là đang mở khóa cái đồng USDT cho cái người mua nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã giao dịch thành công nè, mình đã bán nè 38.96 USDT nè, tương đương với 1 triệu đồng nè. Rồi bây giờ đánh giá tích cực cho cái người đó là người bán đó, người mua nha các bạn. Đây ví dụ người này tích cực thì mình đánh tích cực nè, rồi mình gửi nè. Rồi như vậy là chúng ta đã giao dịch thành công nè. Rồi chúng ta đóng lại đi, đóng lại quay lại trang chủ nè. Đấy, như vậy là mình đã giao dịch thành công nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra giao dịch lại trang chủ nè. Đấy, như vậy là mình đã vừa chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể nạp tiền vào sàn OKX cũng như là cách mà các bạn có thể bán một cái đồng coin nào đó và rút về đó là thẻ tài khoản ngân hàng của các bạn. Và các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại một bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.